Chào mừng các bạn đến với video mẹo vặt số 1 của bánlinhkiện.vn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chế pin dự phòng cho điện thoại bằng pin AA. Các bạn cần chuẩn bị một hộp đế pin UltraFine, 3 cục pin AA, một sợi cáp OTG. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện nào. Các bạn cắt đôi sợi cáp OTG và nối dây có USB vào đế pin như hình. Sau cùng các bạn lắp pin AA và sạc cho điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ chế quạt cầm tay bằng động cơ motor DC từ 3 đến 6V. Sản phẩm này đặc biệt thích hợp với những bạn hay mang theo pin sạc dự phòng. Các bạn cần chuẩn bị một động cơ DC từ 3 đến 6V, một đầu cắm USB, một vài miếng nhựa nhỏ. Các bạn tiến hành lắp ráp như trên hình. Sau khi lắp xong động cơ, các bạn gắn cánh quạt máy bay. Cuối cùng là cắm đầu USB và sạc dự phòng. Sản phẩm thứ 3 chúng ta sẽ thực hiện là đèn ngủ sử dụng đèn LED. Các bạn cần chuẩn bị một đèn LED 20W từ 30 đến 36V, một tản nhiệt TEC1, một tấm bìa cát tông để làm đế đèn. Và cuối cùng là giấy màu làm thân đèn. Các bạn có thể tùy ý cắt dán và trang trí theo ý thích. Sau khi hoàn thành, chúng ta nối nguồn cho LED và tận hưởng thành quả nào. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc đèn pin siêu sáng. Các bạn cần chuẩn bị một động cơ BLDC2A PD2448 và một vài ống nhựa. Đầu tiên ta gắn động cơ với ống nhựa để làm thân đèn. Các bạn cắt đĩa CD cũ làm phản quang cho đèn. Gắn đèn LED và hoàn thiện. Các bạn lấy một thanh thép uốn cong rồi gắn vào trục động cơ làm tay quay. Tất cả các linh kiện để thực hiện các bạn có thể tìm mua tại website bánlinhkiện.vn. Hiện tại bên mình đang có rất nhiều chương trình sale và khuyến mại hấp dẫn như cú đêm săn hàng, giờ vàng giá sốc, thỏa sức mua sắm trong tháng khuyến mại từ 18 tháng 9 đến tận 30 tháng 10. Các bạn có thể truy cập website bánlinhkiện.vn để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mẹo vặt tiếp theo.